Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tử vi của người tuổi Tý sẽ có những điều diễn biến hết sức cần phải lưu ý. Vậy thì những phương diện như là công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo hay là sức khỏe của người tuổi Tý sẽ ra sao? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn. Đầu tiên chúng ta nói tới tổng quan. Trong năm Quý Mão 2023, đào hoa tinh đáo tới khiến cho vận trình tình cảm và tài vận của người tuổi Tý sẽ có rất là nhiều khởi sắc. Tuy nhiên là do phạm hình thái tuế lại bước vào năm thứ 2 của tam tai, nên là con giáp này sẽ cần phải chú ý mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận cho đến cả sức khỏe nữa. Vận trình của người tuổi Tý năm 2023 tới đây đan xen giữa may và rủi song hành. Và những điểm chính thì tôi sẽ điểm qua như sau. Năm 2023, người tuổi Tý thì vướng thất sát về tài lộc, cần đề phòng những cái khoản chi tiêu phát sinh ngoài ý muốn. Với các bạn là nhân viên văn phòng thì năm 2023 sẽ là năm có ít cơ hội hơn so với cả những năm trước. Vì thế nên chúng ta cần phải có kế hoạch chi tiêu phù hợp hơn và tránh những cái việc mà chi tiêu vung tay quá chán. Với người tuổi Tý mà theo đuổi công việc kinh doanh thì sẽ có cả vận may và những cái vận rủi. Bạn cần phải tập trung làm tốt công việc kinh doanh của mình, dựa vào kỹ năng hay là chuyên môn của các bạn để chúng ta cần nâng cao hơn cho cái tài vận của mình. Và đặc biệt thận trọng tránh các vấn đề phát sinh liên quan về pháp lý và những cái thuế má giấy tờ gì đó. Bây giờ tôi sẽ đi cụ thể vào sự nghiệp. Vận sự nghiệp của người tuổi Tý thì không thực sự lý tưởng do năm 2023 tới đây ấy, chúng ta đã phạm tam tai đúng không ạ? Và lại còn có cả hình thái tuế nữa. Thì để tránh các cái mâu thuẫn không đáng có với cả cấp trên thì bạn cần phải chú ý chỉn chu cao độ trong công việc, nhất là khi mà tiếp nhận yêu cầu giải quyết công việc được cấp trên trực tiếp phân công dành cho bạn. Với những người tuổi Tý mà đang làm kinh doanh thì năm 2023 sẽ rất là dễ rơi vào một thế bị động, họa thị phi hay có thể là kiện cáo rình rập, thậm chí còn vướng vào những nguy cơ dính dáng đến pháp luật. Vì thế nên là tốt hơn hết bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và trung thực, cũng như là chủ động hơn trong công việc của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về đường tình duyên. Đường tình cảm có thể xem là điểm sáng của người tuổi Tý năm 2023. Người tuổi Tý sẽ có được tài tinh chủ về đào hoa và mở ra cái cầu nối để mà lương duyên của tuổi này thêm khởi sắc. Với những người còn đang độc thân thì rất có thể các bạn sẽ có những cơ hội để khiến cho tình cảm của chúng ta có thể nảy nở, hoặc chúng ta có gặp được một cái đối tượng phù hợp với chúng ta trong tương lai. Còn đối với những người tuổi Tý đã kết hôn hoặc là đang có đối tượng rồi thì năm 2023 cái đời sống tình cảm của các bạn sẽ cảm thấy là nó nảy nở hơn trước. Có thể những người, những cặp đôi và những gia đình sẽ có tin vui trong năm nay. Chính vì thế nên là nếu như các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ hoặc là vợ chồng bạn mà chưa có kế hoạch sinh con thì các bạn hãy cần phải dùng những biện pháp khoa học để tránh cái việc sinh con ngoài ý muốn. Tuy nhiên thì trước bất kỳ một cái khúc mắc hay là bức xúc gì, các bạn cần phải lưu ý một điều: trong năm 2023 chúng ta sẽ cần phải chủ động nhìn nhận lại bản thân, không nên đặt cái tôi của mình lên cao quá để mà có thể làm dạn vỡ cái mối quan hệ đang có đó của chúng ta. Thứ tư là chúng ta nói tới sức khỏe. Tuổi Tý 2023 vướng hung tinh thái âm chiếu tới. Đây là nguyên nhân khiến cho tinh thần không tốt và thậm chí sức khỏe giảm sút mà cần phải đặc biệt lưu ý. Sang năm tới đây thì con giáp này cũng cần phải đề phòng các cái bệnh về gan, về túi mật, về bệnh ngoài da hoặc là bệnh về dạ dày do cái mộc khí của ngũ hành tuổi Tý đang bị quá mạnh. Và nếu như những bậc làm cha mẹ người tuổi Tý cần phải đề phòng những con nhỏ, nếu mà con nhỏ quá ham chơi thì sẽ có những cái sự phát sinh không đáng có, ví dụ như là những đứa trẻ mà hiếu động, leo trèo này, rồi là hoạt động dã ngoại, hoạt động mạo hiểm hay là tham gia giao thông thì đều cần phải cẩn trọng, tránh những cái nguy cơ ngoài mong muốn. Vì trong năm tới những bậc cha mẹ tuổi Tý thì có một chút những cái liên quan về hạn, về tai nạn cho những đứa trẻ nhỏ. Về chi tiết vận hạn tuổi Tý theo từng năm sinh cũng như là vận trình của các tháng trong năm Quý Mão 2023 tới đây thì các bạn có thể theo dõi chi tiết tại fanpage của Master Phùng Phương hay là Phong Thủy Phùng Gia. Hàng ngày thì tôi đều cập nhật những thông tin mới nhất về phong thủy và tử vi tại trang này. Và hy vọng với những chia sẻ trên thì đã cung cấp cho các bạn, nhất là các bạn tuổi Tý, những thông tin về vận trình của mình trong năm 2023 tới đây để mà chúng ta có thể có được những cái chiến lược sát thực và hữu ích nhất. Trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái vận trình cụ thể của những tuổi tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.